À, Hàng nghìn bài giảm miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới Vào thư viện Nam tải ngay AVZ à Xin chào các em, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một video tổng hợp về các bài tập liên quan tới este lipid Có nghĩa là trong video này cô sẽ tổng kết lại với phương pháp giải cũng như là lý thuyết giải các dạng bài tập một cách tổng quát nhất Thì ở đây trước tiên chúng ta sẽ đi qua phần lý thuyết và cái phương pháp giải với lý thuyết và phương pháp giải của bài tập ester lipid thì chúng ta có à, dạng đầu tiên đó chính là phản ứng ester hóa. thì phản ứng ester hóa à, chúng ta thường gặp đối với lại axit à, đơn chức và ancol đơn chức như vậy là cái phương trình tổng quát cô có thể đưa ra đó là RCOH kết hợp với roh trong môi trường axit và đây là phản ứng thuận nghịch sẽ tạo ra rcr và à, nước vậy trong phản ứng này nếu như đề bài cho chúng ta về uh, a và b là số mol của axit và ancol ban đầu. Thì cô sẽ gọi x là số mol của axit tham gia phản ứng. Thì khi đó cô có số mol của ancol tham gia phản ứng cũng bằng x và lượng este và và nước được tạo thành sau phản ứng cũng bằng x. Tại thời điểm đó chúng ta sẽ thấy được là sau phản ứng ấy uh, thì cái lượng axit sẽ còn lại là a trừ x, lượng ancol còn lại là b trừ x và este sau phản ứng vẫn bằng x. Một cái vấn đề đặt ra ở đây đó là à, bài toán thường khai thác yếu tố liên quan tới hiệu suất của phản ứng. Vậy thì hiệu suất phản ứng sẽ được tính bằng cách như thế nào? Ở đây chúng ta rõ ràng có được cái giá trị liên quan tới số mol ban đầu là A và B. Có nghĩa là bài toán này chúng ta cần phải xác định xem là hiệu suất sẽ tính theo axit hay tính theo côn đúng không? Thì à, để xác định xem là hiệu suất tính theo chất nào thì các bạn hãy so sánh cho cô số mol của axit và ancol ở cái thời điểm ban đầu. Thì phản ứng này diễn ra theo tỷ lệ đó là à, một axit với một ancol. Vậy thì nếu như số mol của axit và ancol ban đầu số mol nó lớn hơn thì chúng ta sẽ à, tính hiệu suất theo số mol nhỏ hơn, Hay khác là hiệu suất sẽ tính theo số mol ban đầu nhỏ hơn. Vậy trường hợp thứ nhất, nếu như hiệu suất tính theo axit thì lúc này cô sẽ có công thức tính hiệu suất đó là hiệu suất sẽ bằng x chia cho a và nhân với 100%. Trường hợp thứ hai ạ, nếu như hiệu suất tính theo ancol thì lúc này công thức tính hiệu suất của chúng ta lại là à hiệu suất bằng x chia cho b và nhân với 100%. Đó là đối với bài toán xui có nghĩa là bài toán cho các cái dữ liệu liên quan tới số mol của à ancol cũng như là số mol của axit yêu cầu chúng ta tính hiệu suất. Còn đối với những cái bài toán ngược lại Đề bài cho hiệu suất yêu cầu chúng ta tính số mol ancol ban đầu chẳng hạn hoặc là tính số mol axit ban đầu thì khi đó chúng ta đã có cái giá trị liên quan tới hiệu suất có giá trị liên quan tới số mol của este tạo thành sau phản ứng thì các bạn sẽ tính được giá trị của A bằng việc đó là A sẽ bằng à, x nhân với 100% và đem chia cho hiệu suất hoặc là gì ạ? À, hoặc là B sẽ bằng B là số mol của ancol ấy, nó sẽ bằng x nhân 100% và đem chia cho hiệu suất. Đó chính là các cái công thức có liên quan tới phản ứng este hóa và à và sử dụng để lý thuyết liên quan tới hiệu suất của phản ứng. Thứ tiếp theo là chuyển sang vấn đề thứ hai, đó chính là cái dạng có liên quan tới phản ứng đốt cháy este. Thì đối với phản ứng đốt cháy este chúng ta sẽ thường gặp đó là gì ạ? À, đó là các este à, no đơn chức mạch hở hoặc là este có đặc điểm là à, đơn chức phân tử có một liên kết đôi C=C chẳng hạn. thì đối với phần đầu tiên cô sẽ đi vào este no đơn chức mạch hở thì nó sẽ có công thức tổng quát dạng là CnH2nO2 với giá trị của n sẽ lớn hơn hoặc bằng 2. Khi đó thì cái phản ứng đốt cháy của chúng ta sẽ tuân theo phương trình đó là CnH2nO2 à, cháy trong oxy với cái hệ số của oxy là 3N 2 trên 2 để tạo ra NCO2 và N nước. Vậy thì từ cái phương trình phản ứng này các bạn sẽ rút ra được cái nhận xét cho cô. Đó chính là số mol nước nó sẽ đúng bằng số mol CO2. Vì cái phương trình này chúng ta đang thấy là hệ số của CO2 đúng bằng hệ số của nước. Đối với cái ST thứ hai đó chính là các cái trường hợp ST không no đơn chức mạch hở. Phân tử có một liên kết đôi CC thì khi đó công thức tổng quát chúng ta lại có dạng là CNH2N 2O2 với giá trị N lớn hơn bằng 4 và cái phản ứng cháy nó tuân theo phương trình đó là CNH2N 2O2 kết hợp với 3N 3 trên 2 oxy và tạo ra NCO2 và N trừ một nước Vậy từ cái phản ứng cháy này các bạn sẽ thấy đó là chúng ta so sánh được số mol của CO2 và số mol nước thì số mol nước đang lớn hơn à, số mol CO2 đang lớn hơn số mol nước đúng không? có nghĩa là chúng ta rút rằng nhận xét là số mol nước nhỏ số mol CO2 là một cái thứ hai các bạn rút ra được đó là số mol của este sẽ đúng bằng số mol CO2 trừ đi số mol của nước các cái nhận xét ở đây sẽ giúp chúng ta sẽ xử lý nhanh ở trong các cái bài tập liên quan tới uh, phản ứng đốt cháy este chuyển sang phần tiếp theo đó chính là phản ứng thủy phân este và chất béo thì đối với este đơn chức chúng ta sẽ có được cái phương trình phản ứng thủy phân ở uh, este trong môi trường kiềm vì chúng ta thường chỉ gặp ở trong phản ứng ở trong môi trường kiềm thôi hay gọi là phản ứng xà phòng hóa. Đó là RCOOR' ở à, tác dụng với natri hydroxit tạo ra RCONA và R'OH. Và trong phản ứng này các bạn rút ra cho cô cái nhận xét đầu tiên, đó là số mol của natri hydroxit chia cho số mol của este sẽ đúng bằng 1 chia cho 1. ngoại trừ một số trường hợp chúng ta sẽ phải rút ra được cái đặc điểm liên quan tới este Ví dụ trường hợp đặc biệt đầu tiên đó là đối với những cái phản ứng thủy phân este uh, của phenol thì mặc dù đây là este đơn chức tuy nhiên cái tỷ lệ về số mol của natriuroxit chia số mol của ST này không tuân theo tỷ lệ 1, 1 nữa mà nó sẽ tuân theo tỷ lệ là 2 chia cho một Vì ở đây sản phẩm tạo thành là phenol thì phenol lại tiếp tục tác dụng đối với natriuroxit. Tuân theo phương trình phản ứng này là RCOC6H5 kết hợp với hai natriuroxit để tạo ra RCONA và C6H5ONA. Ngoài ra thì có nước tạo thành nữa. Tiếp tục chúng ta có uh, phản ứng thủy phân este mà tạo ra được aldehyde thì este này lại có dạng là uh, RCO CH nối đôi CHR Trong trường hợp này thì cái phản ứng tạo ra à uh, nó sẽ có sự có mặt của Anđehit có sự mặc của anđehit. Trường hợp đặc biệt thứ ba đó là phản ứng thủy phân este cho ra tôn Thì lúc này este phải có công thức là RCOOCR2, ch phẩy Lúc này chúng ta sẽ thấy được đó là cái phương trình phản ứng diễn ra. Đó là gì ạ? À đó là RCOOCR2, nối đôi chr phẩy kết hợp với natri sẽ tạo ra RCNA R2, COCH2, R. Và trong cái loạt các phản ứng liên quan tới phản ứng uh, thủy phân este thì chúng ta cũng chú ý cho cô đó là à, các este thì có mà có cái đặc điểm là nó tham gia được phản ứng tráng gương ấy thì bắt buộc nó sẽ uh, phải là este của axit formic tiếp theo là đối với cái phản ứng thủy phân chất béo thì cái chất béo chúng ta sẽ có công thức tổng quát là RCOO tất cả 3 lần C3H5 thì khi tham gia phản ứng xà phòng hóa ấy, nó sẽ kết hợp với 3 natriuroxit để tạo ra à, 3 RCNA và glycerol và ở đây rút ra được cái nhận xét đó là số mol của natriuroxit sẽ bằng 3 lần số mol chất béo và 3 bằng 3 lần số mol của uh, glycerol đó là một số cái vấn đề liên quan tới lý thuyết mà chúng ta cần nắm được khi mà làm các cái bài tập tổng hợp về este và lipid. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào một số các bài tập minh họa cho các cái bài tập tổng quát về este lipid. Chúng ta cùng đi vào câu hỏi số 1 của phần bài tập minh họa. Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H6O4, tác dụng với dung dịch natri hydroxit đun nóng theo phương trình phản ứng đó là C4H6O4 kết hợp với 2 hydroxit tạo ra 2 Z và Y. Để oxy hóa hết Amon Y thì cần hết hai Amon CuO đun nóng. Sau phản ứng tạo ra Amon chất T, biết YZT là các chất hữu cơ. Vậy thì xác định, để bài đang yêu cầu các bạn xác định đấy, là khối lượng phân tử của T. Vậy trong câu hỏi này, à, chúng ta sẽ phải đi tính cho cô độ bất bão hòa đối với chất X đã. K ở đây sẽ được tính bằng 4 x 2 cộng 2 trừ đi 6 tất cả chia cho 2 đúng không? Như vậy thì sẽ bằng 2 Bằng 2 ngoài ra với cái phương trình phản ứng đó là C4H6O4 kết hợp với 2 macrosit để tạo ra 2 Z và Y trong đó Y và Z đều là các chất hữu cơ thì khi đó chúng ta sẽ có được đó là cái thằng X này này nó sẽ phải là este được chưa? X là este mà nó tác dụng với hai natri hydroxit thì chúng ta nghĩ ngay đến cái việc đó là este hai chức. À, X là este hai chức. Thực ra thì không chỉ là dựa vào hai axit axetic mà chúng ta còn dựa vào các dữ liệu phía dưới nữa. Đó là Y nó phản ứng được hết với hai amon à, CuO để tạo ra amon chất T. Từ đó mới kết luận được chắc chắn đó là uh, X là este hai chức. ST2 trước mà K bằng 2 vậy thì à ST2 trước này sẽ là no. Được chưa? ST2 trước no. Khi đó cô có này. À cái thằng Y nó là ancol 2 trước vì nó phản ứng được với 2 a CuO. Vậy thì Y bắt buộc nhỏ nhất nó phải có 2 carbon trong phân tử. Vậy công thức của Y sẽ là C2 H4 OH 2 lần. Như vậy là À Y đã có hai carbon Mà tổng ở trong X lại chỉ có 4 carbon thôi Thì X cái này sẽ được tạo ra từ axit đơn chức với ancol hai chức Vậy cô kết luận được đó là Cái thằng X sẽ phải có dạng là HCOO Tất cả hai lần C2H4 Khi đó thì cô có được À Y là cái uh, ethylene glycol đúng không? Thì dẫn tới là à, là cái gì đây ạ? À? T. Chúng ta đang cần tìm T. T được tạo thành bằng việc đó là cho Y tác dụng với lại hai uh, 2A Vậy thì cái T sẽ có dạng là à H OHC o Vậy thì cái phân tử khối của nó sẽ bằng bao nhiêu ạ? À, à CHO là 29 nhân với 2 sẽ bằng 58 đơn vị carbon. Từ đó thì chọn được đáp án đúng trong câu hỏi số 1 này đó chính là À đáp án D. Chúng ta chuyển sang câu hỏi số 2. Hút hợp X gồm hai este no đơn chức mạch hở, đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí oxy ở điều kiện tiêu chuẩn thu được 6,38 gam khí carbonic. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch natri rosit thì thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là với cái dữ liệu mà đề bài đang cho chúng ta thì chúng ta sẽ phải phân tích cái dữ liệu ở phía dưới trước đó là khi mà chúng ta cho hỗn hợp X ý, tác dụng với dung dịch natri thì thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp vậy cô suy ra được đó là à, cái hỗn hợp X nó sẽ chứa hai este à, kế tiếp nhau được tạo ra từ một an một muối và hai ancol kế tiếp đúng không ạ? vậy cô đặt công thức chung của hai ST trong X là CNH2NO2 vì đây là ethanol đơn chức mạch hậu mà vậy là tham gia phản ứng đốt cháy thì nó kết hợp với oxy để tạo ra NCO2 cộng với N nước hệ số của oxy sẽ là 3N trừ đi 2 chia cho 2 như vậy chúng ta đang có cái gì ạ? Chúng ta có số mol của oxy là 3,976 3,976 chia cho 22,4 bằng 0,1775 Còn số mol của CO2 thì lại bằng 6,38 chia cho 44 Như vậy bằng 0,145 Từ đây thì cô có được À, cái tỷ lệ số mol oxy chia số mol CO2 sẽ là 3N d 2 chia cho 2N sẽ bằng 0,1775 chia cho 0,145 và từ biểu thức này các bạn sẽ rút ra được cái giá trị n đúng không? Có ra được n bằng 3,625 3,625 mà hai thằng này là kế tiếp nhau. Vậy thì à, n 1 sẽ bằng 3 và N2 thì sẽ bằng 4. N1 bằng 3 và N2 bằng 4. Vậy chúng ta rút ra được à hai cái công thức của este kế tiếp sẽ là gì ạ? À C3H6O2 và à, C4H8O2. Từ đó thì sẽ chọn được đáp án đúng trong câu hỏi số 2. C3H6O2 và C4H8O2 Như vậy là cô sẽ chọn được đáp án đây Chính là đáp án D trong câu hỏi số 2 Chúng ta chuyển sang câu hỏi số 3 Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C7H12O4 Biết X chỉ có một loại nhóm chức Khi cho 16 gam X tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch natriuroxid 4% Thì thu được 1 rượu Y và 17,8 gam hỗn hợp 2 muối Xác định công thức cấu tạo thu gọn của X vậy thì à, với cái dữ liệu đề bài đã cho như này, x chỉ chứa một loại nhóm chức thôi và khi cho x tác dụng với natri thì lại thu được ancol uh, y và hỗn hợp muối vậy thì cô kết luận được là à, cái nhóm chức có mặt trong x này chính là este và yếu tố thứ hai este này lại có đặc điểm như thế nào ạ để mà khi thủy phân thu được một ancol và hỗn hợp muối thì este này phải được tạo ra từ ancol đa chức với với axit đơn chức Ngoài ra cô có được cái giá trị K ở đây đang bằng à 7 x 2 bằng 14 này. Cộng với 2 là 16. 16 trừ đi 12 thì còn lại 4 đúng không ạ? 4 chia 2 được 2. Vậy K bằng 2 mà nó lại là à K bằng 2 và ở đây với dữ liệu này chúng ta đang suy ra được là à, cái x là hợp chất hai chức. Đúng không ạ? Vậy cô kết luận được là cái thằng x này sẽ là ST hai chức no mạch hở. và được tạo ra từ ancol hai chức với à, axit đơn chức chúng ta lại có số mol của natri đang bằng 200 x 4 chia 100 và chia cho 40 Vậy nó bằng 0,2 mol Số mol là hot bằng 0,2 mol Vậy thì à, có có số mol của muối RCONA à, nó cũng bằng 0,2 mol mà chúng ta lại có được cái khối lượng của muối đang bằng bao nhiêu ạ? À, khối lượng của muối đang bằng 17,8 gram Thì từ đây chúng ta tìm ra được cái m trung bình của muối RCONA đúng không? Nó sẽ phải bằng a à, 17,8 chia cho 0,2 Như vậy sẽ bằng 89 Cái giá trị 89 này nó sẽ là trung bình cộng của hai cái muối của chúng ta vì muối này uh, là hỗn hợp của hai muối đúng không ạ đây là hỗn hợp của hai muối m trung bình này là hỗn hợp của hai muối mà hai muối này đang có tỷ lệ mol là một một đúng không ạ vậy cô có được đó là à, uh, r 1 COONA cộng R2COONA đang bằng 89 x 2 Hay khác từ đây cô tìm ra được m trung bình của cái thằng R ấy sẽ bằng 89 23 và trừ đi 44 bằng 22 thì dẫn tới chúng ta tìm ra được hai cái muối đấy sẽ phải là CH3COONA và C2H5COONA đúng không ạ? Từ đó thì suy ra được cái ST sẽ phải có dạng là CH3COO ở đây sẽ là OOC C2H5 Được chưa ạ? Mà tổng số carbon trong phân tử này bằng 7 7 trừ đi này 1, 2, 3 3, 2, 5 Thì trong này sẽ còn lại là CH2 tất cả hai lần Và chúng ta nhìn vào các đáp án ạ Đáp án A thì không đúng rồi đúng không? Vì đây là à, ester được tạo ra từ axit 2 trước với ancol đơn trước Đúng ạ? acid hai và ăn cung đứng trước vậy a loại ngay rồi à đáp án b ạ à. đáp án b có vẻ như là hợp lý rồi này vậy chọn đáp án b đáp án c thì lại bị ngược lại ở đây đây không phải là cooc 5 mà phải là ooc hai năm câu còn d thì hiển nhiên là sai rồi tất cả đều sai rõ ràng b đúng cơ mà đúng ạ à? vậy thì chọn đáp án đúng trong câu số 3 này đó chính là đáp án b tiếp theo thì cô và các em sẽ chuyển sang câu hỏi số 4 khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức, thu được sản phẩm cháy chỉ gồm có 4,48 lít CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam X tác dụng với dung dịch natri vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thì thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là vậy trong câu hỏi này chúng ta thấy là có sử dụng đến à, hai cái phương trình phản ứng đã được cô đề cập ở phần lý thuyết đó chính là phản ứng đốt cháy và phản ứng xà phòng hóa đúng không ạ và cô thấy như sau à, số mol CO2 ở đây đúng bằng số mol nước và bằng 0,2 mol vậy thì ST này sẽ là ST no đơn chức mạch hở được chưa số mol CO2 này đang bằng số mol của nước và bằng 0,2 mol vậy đi à, dẫn tới là su à là este x ấy. nó sẽ là este no đơn chức mạch hở vậy thì các bạn sẽ hỏi cô là cô ơi vì sao cô biết đây là este đúng không a à, cô dựa vào dữ liệu phía sau đó là x tác dụng với natirosit tạo ra muối và chất z vậy chắc chắn nó sẽ là à, chất hữu cơ z vậy chắc chắn nó sẽ là este rồi À, yếu tố tiếp theo cô có được đó là cái uh, 4,4 gam chất hữu cơ X lại có lượng carbon và lượng hydro vậy thì uh, chúng ta sẽ tìm ra được cái số mol của oxy ở trong X ấy. sẽ bằng à, cô lấy 4,4 trừ đi 4,4 này cô trừ đi à, 0,2 x 12 trừ tiếp cho 0,4 là lượng hydro và được bao nhiêu chia cho 16 thì ra được 0,1 0,1 vậy thì suy ra được là số mol của STX nó sẽ bằng 0,05 vì đây là este đơn chức thì nó trong phân tử nó sẽ có hai nguyên tử oxy được chưa khi đó ở cái dữ liệu tiếp theo thì cô sẽ phải tìm ra được cái công thức phân tử của este này đúng không cô có số mol carbon chia số mol của hydro và chia tiếp cho số mol của oxy nó đang bằng 0,2 chia cho 0,4 và chia cho 0,05 Vậy chính là bằng 4 chia 8 chia à bằng bao nhiêu đây ạ? À đây là chia cho 0.1 nhá. 0.2 chia 0.4 mà chia 0.1 vậy bằng 4 chia 8 và chia cho 2. Hay chính là à công thức phân tử sẽ có dạng C4H8O2. Bây giờ chúng ta để xác định được cái tên của X thì phải tìm ra công thức cấu tạo của X đúng không? Ở đây thì cô sẽ có này, có có là gì ạ? À, số mol của muối sẽ đúng bằng số mol của x, số mol của RCOONa, nó sẽ bằng số mol của x và đúng bằng 0,05. Vậy là chúng ta tìm ra được cái gốc R này đúng không ạ? bằng cách lấy 4,8 chia cho 0,05 sau đó trừ đi COONa, 4,8 chia cho 0,05 bằng 96 trừ đi 23 trừ đi 44, vậy cô ra bằng 29, bằng 29 thì R chính là à, 29 này Thì nó sẽ là C2H5 Vậy chúng ta tìm ra được cái công thức của ST Sẽ là C2H5 COOCH3 Vậy nó sẽ có tên là metin à, propionat Đúng không ạ? Từ đó thì chọn được đáp án đúng ở đây đó chính là đáp án C trong câu hỏi số 4. Metin propionat. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 5. Thực hiện phản ứng este hóa giữa axit acid, acetic và hỗn hợp gồm 8,4 gam 3 ancol là đồng đẳng kế tiếp của ancol etylic. Sau phản ứng thì thu được 16,8 gam 3 este. Lấy sản phẩm của phản ứng este hóa trên thực hiện phản ứng xa phòng hóa với dung dịch natri hydroxit 4 nên m thì thu được m gam muối. Giả sử rằng hiệu suất của phản ứng este hóa là 100%. Và đề bài đang yêu cầu chúng ta là hãy xác định cái giá trị của M. M ở đây là à là khối lượng muối tạo thành ở trong cái phản ứng xà phòng hóa este thu được ở trên. Vậy thì trong câu hỏi này chúng ta thấy được là cái ba cô này là đồng đẳng của ancol etylic vậy cô tạm gọi là gì ạ? Là RCOO à, ROH đi, không vấn đề gì hết cả, đúng không ạ? Vậy cái phản ứng của chúng ta là à CH3 COOH nó kết hợp với ROH thì tạo ra trong môi trường axit này tạo ra CH3COOR và cộng với nước. Sau đó người ta dùng luôn cái CH3COOR này thủy phân trong môi trường kiềm cụ thể là natriuroxit để tạo ra CH3COONA và ROH trong phản ứng này chúng ta đã có khối lượng của este bằng 16,8 gam và cái lượng ancol này cũng sẽ tạo ra đúng một cái lượng ancol được sử dụng ở phía trên đúng không? có nghĩa là ở đây sẽ sử dụng 8,4 gam. đề bài đang yêu cầu các bạn tính giá trị này này CH3COONa ở đây được chưa? vậy cô gọi x là số mol của NaOH vậy x cũng sẽ chính là số mol của muối tạo thành đúng không? Khi đó thì cô sẽ có theo định luật bảo toàn khối lượng. Thì cô có được a à, 16,8 cộng với 40x sẽ bằng chỗ này là à 59 cộng với 23 là 82x cộng với 8,4. Vậy ở đây cô sẽ tìm ra được cái giá trị của x đúng không? Cô có 16,8 trừ đi 8,4. Đem chia cho 42 thì ra được x 0,2 x bằng 0,2 thì cô có được giá trị của m chính là bằng 82x vậy bằng 82 x 0,2 sẽ bằng 16,4 g và với giá trị bằng 16,4 g chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng đó chính là đáp án b trong câu hỏi số 5 của cô và câu hỏi số 5 này cũng là câu hỏi kết thúc cho video bài giảng ngày hôm nay của cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong các cái video kế tiếp về các cái dạng toán tiếp theo khóa học về rách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của về rách